chào các bạn. Gấc là một loại quả quen thuộc và được trồng khắp nước ta. Nhiều người chỉ biết đến công dụng của gấc qua món ăn đó là xôi gấc, được dùng trong những ngày lễ Tết. Tuy nhiên, tác dụng của gấc đối với sức khỏe của con người thì ít ai biết rõ. Các hãng dược phẩm lớn ví trái gấc là loại quả đến từ thiên đường và là thần dược cho sức khỏe. Và trong video này, chúng tôi xin được chia sẻ những tác dụng tuyệt vời của quả gấc tới sức khỏe. Tác dụng phòng chống ung thư. Theo nghiên cứu, chất lycopene trong cà chua có khả năng chống ung thư, hạn chế phát triển các tế bào ung thư. Hàm lượng lycopene trong gấc còn cao gấp 70 lần. Không chỉ vậy, gấc còn chứa nhiều chất khác như vitamin E, carotene và làm vô hiệu hóa 75% các chất gây ung thư, đặc biệt là gây ung thư vú. Làm giảm cholesterol. Gấc được xem là loại thực phẩm tốt cho những người thừa cholesterol trong máu. Nếu sử dụng gấc thường xuyên và liên tục, bạn và gia đình sẽ giảm được lượng cholesterol không mong muốn, làm bền thành mạch, chống xơ vữa động mạch, từ đó chống tai biến và mang lại cho bạn hệ tuần hoàn khỏe mạnh, tốt cho tim, chống các bệnh tim mạch, tai biến, tăng cường tuổi thọ. Tốt cho sức khỏe tình dục. Beta carotene trong gấc rất tốt cho sức khỏe tình dục vì vitamin A có tác dụng đặc biệt trong việc thúc đẩy quá trình cấu thành nên các phân tử protein nuôi dưỡng cơ thể. Thiếu vitamin A sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của các tổ chức tế bào sinh dục trong việc sản sinh tinh trùng và trứng, cũng như làm thay đổi cấu trúc các bộ phận sinh dục như ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt, tử cung, buồng trứng. Tác dụng nâng cao hệ thống miễn dịch và chống lão hóa. Chất curcumin trong dầu gấc có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư có trong thức ăn, nước uống hàng ngày, đồng thời nâng cao sức đề kháng và thể lực. Bên cạnh tinh chất curcumin được coi là quý giá, còn có beta carotene chứa trong màng của quả gấc, cũng có tác dụng chống oxy hóa mạnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp cơ thể nâng cao hệ thống miễn dịch cơ thể. Curcumin là một loại chất chống oxy hóa, chống lão hóa điển hình. Curcumin có tác dụng xóa bỏ tàn nhang, ngăn ngừa nếp nhăn, làm cho làn da rẻ hồng hào, mịn màng, chống rụng tóc, mau chóng mọc tóc, ngăn ngừa béo phì, điều hòa huyết áp. Tác dụng ổn định hệ thần kinh. Gấc dầu selen, khoáng chất và các vitamin. Đây là những chất có ích trong việc ổn định hệ thần kinh và có tác dụng chống lại các biểu hiện của bệnh trầm cảm, một loại bệnh đang gia tăng nhiều ở trẻ nhỏ và những người chịu nhiều áp lực trong cuộc sống hiện nay. Tác dụng tăng cường thị lực và làm đẹp da. Gấc có chứa nhiều vitamin A nên rất tốt cho mắt, giúp làm sáng mắt và chữa một số bệnh liên quan tới mắt. Nhiều nghiên cứu cũng đã khẳng định gấc và dầu gấc được xem là thực phẩm hàng đầu trong việc làm mịn da, trắng hồng bởi thành phần của gấc và dầu gấc bao gồm beta-carotene, cao gấp 1,8 lần so với dầu gan cá thu, 15 lần so với cà rốt. Là beta-carotene thiên nhiên thuần túy nên có tác dụng chống lão hóa mạnh, nhất là đồng thời bổ sung nguồn vitamin A, giúp duy trì một làn da khỏe mạnh, mềm mại và mịn màng, tăng độ đàn hồi và độ ẩm cho da. Ngoài việc cung cấp những dinh dưỡng tốt cho mắt, phòng chống ung thư, hãy vào bếp để chế biến các món ăn từ quả gấc các bạn nhé. Chúng ta có thể nấu chè gấc thơm ngon, gấc hấp đường ngọt nhẹ thơm mát, hay xôi gấc ngon dẻo,